Ok, hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Hành Mã Giả. Tiếp tục clip ngày hôm nay thì em lên cho bác một em Polo Ma nhé. Polo Ma mặt men này. Đấy, mặt men này. Con này nút nhấn nhá, chứ không phải nút xoay này. Ấn 3 giây để giữ lửa cao này. Đấy. Kích thước bên ngoài các bác nhìn kỹ giúp em đấy. Con này là đời 2014 này. Đấy, em quay một vòng cho bác xem. Kích thước bên ngoài con này đẹp nhá, không móp méo gì nhá. Đấy. Đây các bác ở đây này. Lửa nhá, lửa cháy rất là xanh nhá. Đấy, lửa cháy là xanh nhé. Đấy, có cảm biến nhá, cảm biến của nó này. Bác nghĩ rất là ok nhá. Đấy, em bật cho lò nướng cho bác xem nữa. Lò nướng này các bác nhá. Đấy, đẹp đẽ này. Cháy lửa rất ok nhá. Xanh lè lè luôn đấy. Đấy, các bác nướng cá thoải mái nhá. Đấy, ui giời ơi. Thì bây giờ thật sự các bác là cái chi phí vận chuyển bếp ga nó đang lên nhá, mọi thứ nó lên, giá cả vật chất nó lên hết rồi đấy, nó không còn được như ngày xưa nữa. Như con này ngày xưa thì cái bếp ga loại này thì nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu thôi đấy. Bây giờ này, đấy, ngắt lửa luôn các bác nhé, nóng quá ngắt lửa luôn đấy, thấy chưa, rất là ok nhá. Đấy, tắt này, để em tắt đi. Ui, nóng quá các bác nè. Nóng giật cầm này. Cái này con này có khoảng quá chị em này. Đấy, thấy kia nhá, nóng nhá. Mà lửa thì em vẫn to này. Thấy chưa. Đây các bác nhìn này, bếp của nó bếp đồng nhá. Bếp đồng đồng hàng này. Rất là chất lượng nhá. Đây, vệ sinh đã sạch sẽ hết rồi. Đấy, Thì con này em bán với giá là 2,2 triệu các bác nhá. 2,2 triệu. Bác nào chất hàng thì vui lòng liên hệ với em nhá. 0983 này 39755 giúp em với. Các bác xem clip của em thì tôi xin một like, một chia sẻ nó cái kênh các bác nhé. Đấy, 2,2 triệu. Nhà em thì còn rất nhiều mẫu bếp ga nhé, nút xoay, nút nhấn rồi các đời dòng VIP nhé. Đây này, dòng VIP nó tinh, nó vẫn còn. Thì bác nào muốn lên bếp nào thì bác alo cho em nhé. Mặt kính các kẹo các kiểu này. Đấy, mặt kính này. Đây nhé, đây là các loại thì em đang nghĩ là khi vận chuyển thì phải tháo ra như này để không bị móp méo nhé. Đấy, đang nằm giải rác rồi đấy. Thì nào, bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé. 0983 này 39755 giúp em với. Có xem clip của em thấy hay cho xin một like, một chia sẻ đăng ký kênh các bác nhé. Em chào các bác, hẹn các bác clip tiếp theo.